Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Ia Rung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Trước mặt anh chị là cái con đường chạy ra trung tâm huyện Ia Grai ạ. Từ vị trí này chạy ra trung tâm huyện thì khoảng 7 cây số ạ. Tại vị trí này, ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cái ngôi nhà có 20m mặt tiền đường này đấy ạ. Ở lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì có chiều ngang mặt tiền đường là 20m, chiều sâu 200m, có tổng diện tích là 4.000m2 ạ. Trước mặt anh chị là vị trí của lô đất nhìn từ vệ tinh. Như anh chị quan sát, lô đất rất gần trung tâm trường chợ của xã nha anh chị. Lô đất cách xã thì chỉ khoảng 700m thôi anh chị. Từ vị trí này chạy lên sân bay Pleiku thì khoảng 18 cây số anh chị. Ngôi nhà em đang giới thiệu thì có hướng là hướng đông nam ạ. Trên lô đất thì có sẵn 400m đất thổ cư. Trên lô đất thì cũng có sẵn một cái ngôi nhà được thiết kế bao gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng thờ và cái khu bếp riêng biệt ạ. Cái điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà này là gia chủ đã đầu tư cái hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất là 30kW anh chị. Cái hệ thống điện này thì được gia chủ ký hợp đồng mua bán với bên công ty điện lực của Gia Lai anh chị. Theo lời gia chủ thì doanh thu lợi nhuận của cái hệ thống điện mang lại thì trên dưới 10 triệu trên một tháng anh chị. Phía trước ngôi nhà thì có một cái khoảng sân rất là rộng anh chị. Khu vực này thì anh chị có thể là tận dụng để kinh doanh quán cà phê hoặc là quán ăn uống rất là ok đấy ạ. Đây là cái lối dẫn ra phía sau của khu vườn. Ở đằng sau thì có cái phần diện tích khoảng 3.000m2. Giờ hiện tại thì gia chủ trồng 300 cây cà phê và khoảng 100 cây hồ tiêu anh chị. Cái khu vực này thì anh chị có thể là tận dụng để chăn nuôi thêm, rất là ok đấy ạ. Em xin nhắc lại, lô đất mà em đang giới thiệu thì có hướng là hướng đông nam, có chiều ngang mặt tiền đường là 20m, chiều sâu là 200m và trên đất thì đã có sẵn 400m đất thổ cư ạ. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868 02 1102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.